Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một con nhện rất là to, hiện tại đang đậu trong nhà tôi. Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới gặp một cái chú nhện to và khổng lồ như thế này. Đấy, các bạn dễ dàng nhìn thấy chân này, lông và hình dáng của con nhện này. Con nhện này thì mặc định nó sẽ trăng tơ, và khi nó trăng tơ như vậy thì những cái con côn trùng bay, con trùng mà bay mà dính vào con nhện thì lập tức nó phi đến và quấn cái nhện, quấn cái tơ của mình vào thân con côn trùng, và con côn trùng sẽ chết, và đó chính là mồi thức ăn của con nhện. Đấy. Có những cái video trước của tôi đã có những cái video mà tôi quay để cho các bạn xem là tại sao con nhện nó lại trăng tơ và mục đích trăng tơ của nó làm gì. Đó chính là trăng tơ để làm cái chuồng nó này và để răng bẫy bắt những con côn trùng. Các bạn nếu nhìn tinh có thể nhìn thấy những cái lông ở chân con nhện này. Đúng không ạ? Đấy. Các bạn nhìn rõ chưa? Một con nhện rất là khổng lồ. Hiện nay thì rất ít khi mà chúng ta gặp những con nhện như thế này. Đấy. Ở đây thì nó đang đứng ở cái góc cửa của nhà tôi. Các bạn nhìn. Zoom ra xa nó như này. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ zoom lại gần, chúng ta sẽ thấy mắt là sáng chưa? Mắt nhện sáng trắng, long lanh. Đấy. Tôi sẽ quay sát nhất có thể nhé. Thì các bạn có thể nhìn và quan sát đây rất là nhiều cái lông tơ, lông ở chân. Mục đích là như để nó bảo vệ cái chân nó và bảo vệ cơ thể con nhện, tránh bị những cái con côn trùng khác tiếp cận đến và làm nó bị ảnh hưởng. Thì ở trên cao này là cái chính là cái tổ của nó đây. Các bạn nhìn thấy mà nó là nó sẽ chắc tơ và nó bắt những con côn trùng dính vào thì nó sẽ thịt luôn. Đấy. Thì khi mà các bạn quan sát con nhện thì các bạn nhìn đến xem nó có bao nhiêu chân rồi, 2, 4, mỗi bên 4 chân. Và như vậy con nhện có 8 cái chân, 2 cái râu ở đằng trước kia. Đấy, mắt kìa. Đấy. Con nhìn thấy chưa? Con này là con gần như là con nhện hoa luôn. Đấy, thì rất cảm ơn các bạn đã được chiêm ngưỡng cái con nhện mà rất ít khi chúng ta gặp. Đây là một con nhện khổng lồ, siêu to khổng lồ. Bây giờ chúng ta sẽ đánh động nó xem nó chạy đâu. Không có phản ứng gì. Không có phản ứng gì luôn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.